Với lợi thế về mặt địa lý thì trên khán đài Buffalo sẽ là đội có lợi thế hơn. Cuộc tiếp bóng quả bóng dành cho Buffalo. Buffalo là những người mặc trang phục màu xanh dương, đã có hai điểm đầu tiên được ghi từ Catfish sau hai cú ra tay gọn gàng trên vạch ném phạt của D'Angelo Hamilton. Còn January thì đáp trả bằng một cú ném ba. Ba điểm cho Hà Nội Buffalo. Buffalo đều không di chuyển. Đây là Tăng Minh Chí. Đối thủ của Minh Chí xoay người dứt điểm. Và xoay người cho một cú điểm tốt của Tăng Minh Chí. Cập rất quyết liệt nhưng vẫn là bóng trong tay của Catfish. Không được. Nhưng cơ hội còn nguyên, Tăng Minh Chí đẩy ra. D'Angelo Hamilton. Hamilton quyết định đánh ISO. Hamilton rất mạnh mẽ. Hai field goal và có điểm cho D'Angelo Hamilton. Michael Soy rất hay, vẫn là Soy. Ja Morgan. D'Angelo Hamilton xin bóng, có khoảng trống và đó là cú ném ba thành công của D'Angelo Hamilton. Phản công nhanh, Adi January cần phải tận dụng cơ hội ở những tình huống như thế này. Tâm Đình đột phá, đường chuyền tốt cho January. Cuối cùng thì cũng có điểm số thứ 5 cho Hà Nội Buffalo và đó lại là Adi January. Một đường chuyền nỗi bất bại, đây là Ja Morgan, 2-1. Michael Soy tay phải rất dễ dàng. Chưa chính xác và lại là bóng cho Catfish. Một outlet pass quá hay, vẫn là Michael Soy. Giống với hiệp 1 ở trận đấu giữa Hà Nội Buffalo và các cầu thủ Sài Gòn Heat. Tuy nhiên thì Việt Hoàng, cầu thủ được huấn luyện viên Eric Rashad ưa thích. Không phải là những liệu pháp tấn công có thể mang về hiệu suất thực sự cao và đột phá của Morgan quá hay. Nhưng về phía các cầu thủ cần phải Catfish, Đinh Thanh Tâm, Trần Minh Hiếu. Ném từ góc không độ của Minh Hiếu và có lý do tấn công N1 có điểm và sẽ có thêm một quả ném phạt dành cho Russell Smith. Huy Hoàng đã trở lại sân, kích ra góc không độ, đi tấn công ra tay từ góc không độ và Hà Nội Buffalo có điểm số thứ 14. D'Angelo Hamilton trong 10 phút đầu tiên của trận đấu này đã đem về 9 điểm và Michael Soy bắt đầu hiệp 2 với 3 điểm nữa. D'Angelo Hamilton ném rất khó, không thể có điểm cho D'Lo. Chúng ta có thể thấy Tiến Dương đã phòng ngự tốt đến như thế nào, anh buộc Angelo Hamilton phải có một cú ném xa và Russell Smith tiếp tục có thêm điểm số trong trận đấu ngày hôm nay, đó là điểm số thứ 8 của anh. Đây là Huy Hoàng, Tâm Đình ở góc 45 độ, có bóng ở low post, một tình huống mismatch tốt và Russell Smith có điểm số thứ 8, có điểm số thứ 10 trong trận đấu này. Buffalo đã phòng ngự tốt hơn rất nhiều bắt đầu từ nửa sau của hiệp đấu thứ hai, thì chắc là của hiệp đấu thứ nhất. Nhưng lần này thì D'Angelo Hamilton đã có pha khai thác tốt ở khu vực cận rổ. Cái việc mà Hà Nội Buffalo không có được một cầu thủ dẫn bóng tốt thì việc san sẻ trách nhiệm dẫn bóng phụ thuộc về Tâm Đình nhiều hơn. Một cầu thủ cũng có khả năng dẫn bóng tốt, Tâm Đình. Cú ném và Tâm Đình đã đem về điểm số đầu tiên cho bản thân trong trận đấu này. Ở dưới rổ thì việc có khoảng trống để ném ba điểm là điều đương nhiên đối với Hà Nội Buffalo và họ cần phải tận dụng những cơ hội như thế. Cú ném ba điểm của Tâm Đình, signature của Tâm Đình. Chưa được rồi. Phản công dành cho cầu thủ Hà Nội Buffalo. Thời gian thi đấu vẫn còn khoảng 4 phút nữa. January dứt điểm rất tốt. Ja Morgan. Buffalo rõ ràng đã cải thiện khả năng phòng ngự rất nhiều ở nửa sau của hiệp 1, nhưng đây là cú ném tốt của Morgan. Ja Morgan đã phá chạm thành công và đưa được bóng lên. Một pha chạy bài rất hay nhưng tiếc là cú ném của Michael Soy không thành công. Tuy vậy thì vẫn còn đó D'Angelo Hamilton với một rebound tấn công. Họ sẽ làm gì đây? Chạy bài ra sao? Một pha phát bóng biên không ổn chút nào. Vườn không nhà trống rồi. Nhưng chưa thể có điểm. Không. Goaltending. Không được ra sân. January. Cú ném ngay của January. Và đây là những gì mà Hà Nội Buffalo chờ đợi từ anh. Thế mà thôi. Tô Quang Trung. Một màn rượt đuổi cực kỳ hấp dẫn. Morgan. Được chuyền cho Michael Soy. Cách end sút ngay. Quá ngọt. Cú ném quá đẹp của Michael Soy. Vẫn là tiến công. Bóng lại trong tay January. D'Angelo Hamilton bị kéo ra cánh, cần một điểm trợ. January ra tay và tiếp tục là cú ném chính xác của Anthony January. January trong trận đấu này mà thôi, và trong đó đã có 3 tình huống ném xa rồi. Nhưng đây là cú tiếp theo của Michael Soy.
Trận đấu xuất sắc của Michael Soy. Smith. Smith và Ja Morgan. Một pha xoay người phây quay quá đẹp và điểm được ghi cho Russell Smith cộng thêm cả end one. Thì cầu thủ và số 25 đã không tận dụng được cơ hội từ vạch ném phạt. Chỉ còn 8 giây. Một tình huống dứt điểm tốt của Lê Khắc Đăng Khoa. D'Angelo Hamilton đã để mất bóng. Tiến Dương 3-1 và đây là Đinh Thanh Tâm, điểm cho Tâm Đình. Tâm Đình lúc này đã có 7 điểm bằng với số điểm anh có được ở trận đấu trước gặp các cầu thủ Sài Gòn Heat. Ngay lập tức đó là lời đáp trả của Jacoby Morgan. Tiến Dương một tình huống mà cầu thủ của Denver Nuggets đã để tuột bóng. Huy Hoàng. Huy Hoàng đã có điểm số đầu tiên trong trận đấu này và đã lấy được bóng. Tâm Đình. Rất nhiều lựa chọn cho Tâm Đình. Quá hay và lại là điểm cho Tâm Đình. Tie game 43-43. Buffalo dẫn 2 điểm và màn rượt đuổi của chúng ta vẫn tiếp tục. Đường chuyền ra Tô Quang Trung. Cú ném với quỹ đạo quá đẹp. Ngay khi bóng rời tay là có cảm giác sẽ vào rồi. Tâm Đình. Tâm Đình đang cố gắng tiến vào trong. Đường kích ra January. Khoảng trống cho January. January. Lại là matchup giữa January và Hamilton. Huy Hoàng. Huy Hoàng đang tự tin hơn hẳn so với quãng đầu trận đấu. Tâm Đình rất mạnh mẽ và đột phá tốt và điểm cho Tâm Đình. Lại là January và trước mặt anh vẫn là Soy. Soy nhỏ con hơn. Soy gây áp lực rất tốt. Có pha tip in thành công và điểm được ghi cho Smith. 53-49. Các tôi bỏ lỡ những tình huống như vừa rồi. Và bây giờ là Tâm Đình tiến thẳng vào trong. 2 điểm nữa cho Đinh Thanh Tâm. Buffalo đang dẫn 7 điểm rồi. Khoảng cách cũng phải nói là đáng kể ở hiệp 4. Nhưng khoảng cách đó chỉ còn 4. 10 giây. January và Michael Soy một mismatch. Kiến tạo thuận lợi. Móc đổ tốt và điểm ghi cho Đinh Tiến Công. Thì hơi mất đà và January lại lấy lại bóng. Vẫn là January. Tốc độ trận đấu diễn ra quá nhanh. Tâm Đình có mặt đúng lúc đúng chỗ để tiếp ứng cho January. Cùng với D'Angelo Hamilton là những người đang dẫn đầu số điểm của trận đấu. Có khoảng trống cho cú ném trung bình. Tựa bảng rất hay. Tay lên rổ rất khéo Tâm Đình. Nhưng áp lực của Hamilton là không nhỏ chút nào. Đường chuyền hay. Và lại là điểm cho Catfit. Phút vừa qua thì Buffalo liên tục mắc sai lầm. Đây là tình huống rất hassle của Tâm Đình. Bóng được lấy cho Buffalo. Quá thuận lợi rồi. Không thể khác được và 2 điểm cho Hà Nội Buffalo. Anh đã trở lại sân và ngay lập tức đóng góp một rebound. Smith. Và lắc trái rất hay. Quá tốt. Tình huống đánh ISO tuyệt vời của Russell Smith. Cố gắng sử dụng nguồn năng lượng ấy để có thể tấn công vào rổ của các cầu thủ của Nuggets cũng như phòng thủ Hamilton. Cách không hề đơn giản. Nhưng sau đó là pha ghi điểm rất gọn ghẽ của Morgan nhận được chuyền ra. Đây là January, cú ném 300. Có vẻ như vừa rồi thì January cũng đã dẫm vạch 2 nhưng đây tiếp tục là cơ hội. Đinh Thanh Tâm lên điểm cho Buffalo. Đánh sập những lời chỉ trích nhắm vào anh ở trong trận đấu đầu tiên gặp Sài Gòn Heat. Và Russell Smith giúp cho Hà Nội Buffalo có được cách biệt 2 con số vào thời điểm hiện tại. Đó là Tăng Minh Trí. Tình huống luân chuyển bóng rất ấn tượng của Catfish. Lại là bù rổ của Russell Smith. Chắc chắn. Đường chuyền ra. Không vội vàng. Buffalo giữ bóng càng lâu càng tốt. Đột phá của Ngọc Khánh. Đoàn kích rất tốt. Tiến Dương. 3 điểm được ghi. Tới từ January, tới từ Russell Smith. Đã chuyển cho toàn bộ đội hình của Hà Nội Buffalo. Điểm số của Jacoby Morgan nhưng có lẽ những cổ động viên họ đã đẩy cao tốc độ ở hiệp thi đấu thứ 3 và trong quãng thời gian quan trọng nhất của trận đấu Hà Nội Buffalo đã có được lợi thế dẫn điểm. Anthony January lỗi điểm và bây giờ thì Hà Nội Buffalo có tới 3 cầu thủ ghi trên 20 điểm. Michael Soy không thành công. Hà Nội Buffalo đã để thua
với cái biệt 14 điểm trong trận đấu ra quân của Sao Công Thích. Và họ đã đòi lại 14 điểm ấy ở cuộc đọ sức với Cần Thơ Catfish 86-72. Hà Nội Buffaloes có trận chiến thắng đầu tiên tại VBA 2023.